Của chị, em cũng đã gửi cho chị xong hết rồi. Và chị cũng đã ok rồi mà. Chị không quan tâm. Hình ảnh là một chuyện, còn thực tế là một chuyện khác. Chị sang trọng như thế này, đâu thể mặc những cái thứ kém sang đó được. Chị à, cái concept này đang nổi tiếng trên thế giới. Chị nhìn nè, đồ này là đồ mắc tiền không á. Ship của em cũng đã duyệt hết rồi, không thay đổi được đâu chị à. À, mà bên em đã trao đổi bên chị xong xuôi hết rồi mà. No. Chị là người giàu có, mặc những bộ này sẽ làm giảm giá trị và đẳng cấp của chị. Thôi, không cãi nữa. Em, về nhà lấy cho chị 20 bộ đồ hiệu mang đến đây ngay lập tức. Chị giàu có mà, đồ hiệu cỡ nào mà chị không có? Không được đâu chị à. Bây giờ á, một là chị mặc trang phục của em và hợp tác với em. Còn hai á, là không chụp nữa. Cancel. Cô ăn nói vậy à? Cô là ai mà dám hỗn láo với tôi? Có tin tôi nói một câu cô bị đuổi ngay lập tức không? À, em đây rồi. Em dạy lại cấp dưới của mình đi nha. Chà, người sang trọng như showbiz Việt, tại sao chị lại bực mình và khó xử như vậy? Em coi đó, cô ta đưa cho chị những cái bộ đồ không có sang trọng gì hết. Em làm sao coi được đó thì làm. Để em xem. Bộ này thì 3.000, bộ này 5.000. À, bộ này mới đặc biệt nè. Đây chính là bộ đồ do nhà thiết kế David thiết kế riêng và đích thân tổng giám đốc của chúng em đã dùng danh tiếng của mình mới có thể mua được nó. Tất cả mọi người, tôi xin nhắc lại một lần nữa, tạp chí của chúng ta là một tạp chí được đầu tư bởi tập đoàn QQ của Mỹ sáng lập ra, cho nên việc chọn lựa trang phục phải rất là kỹ càng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta là những người tạo ra xu hướng, chứ không phải là những người đi theo xu hướng. Và đích thân tổng giám đốc của chúng em đã yêu cầu phải kiếm được một người có thần thái bậc nhất showbiz, đó chính là chị. Nhưng mà đáng tiếc thì chị không chấp nhận, cho nên em cũng tôn trọng quyết định của chị. Các em, đổi đồ. Thôi, để chị mặc. Chị là chị nể tình chị em chúng ta chị mới mặc đó nha. Chứ mấy cái bộ này chị mua cũng được mà, chị giàu mà. Cảm ơn sếp. Ngày đầu tiên hả? Dạ. Cố gắng lên. Nhưng bọn mình hơi khó tính một tí. Dạ, cho em xin lỗi vụ hồi nãy nha. Tại vì em hơi mất bình tĩnh. Nhưng mà cái con mũ đó nó khó. Em không được nói chuyện với khách hàng như vậy. Nếu mà với cái thái độ đó, nếu không có anh thì em đã bị nghỉ gì về chiều hôm nay rồi. Hiểu chưa? Dạ, em mong anh chỉ bảo em nhiều hơn ạ. Được rồi. Nhưng mà sau này có chuyện gì em cũng phải báo cáo với anh.
Thứ nhất, tại vì anh là sếp của em. Thứ hai, anh sống lâu trong cái nghề này, đương nhiên anh sẽ biết cách giải quyết. Hiểu chưa? Dạ. Em qua đây làm cũng chỉ vì ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi đó. Thật sự ngưỡng mộ không? Ừ. Được. Em đẹp, em có quyền. Dạ. Chưa bao giờ anh thấy một cô biên tập nào lại xinh đẹp tới như vậy. Anh có nghĩ mình là một đôi trong công việc được hay không? Nếu em đồng ý. Em mới chuyển qua đây được 2 hôm. Nhà em ở phòng 804 á anh. 804? Ê, tôi ở phòng 304 nè. Ủa, vậy hả? Mà cậu không lo đi làm đi, hồi trễ giờ bây giờ. Không hiểu sao cái xe của em sáng giờ nó không có nổ máy. Mà ông xe ông cũng chưa có tới nữa. À, hay là... À, anh Quang. Ừ? Hay là anh cho em quá danh lên công ty được không? Lên xe. Chưa? Tôi cũng vậy giống anh này. Thank you.
Anh vừa nói cô ta đó hả? Mùi hương của cô ta vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Bộ anh hơi miên con người ta hay sao? Đúng, anh chỉ cần nhìn vào mắt ai đó thôi thì người đó sẽ thuộc về anh. Giống như vậy nè. Quên nữa, cái này đó chỉ dành cho những người con gái thôi. Em có ăn cay không? Dạ, em không biết ăn cay. Em có bạn gái chưa? Dạ, em chưa bạn gái. Chắc anh có nhiều bạn gái lắm hả? Anh không có bạn gái, nhưng mà anh có rất là nhiều gái. Đời mà có bao nhiêu là hưởng hờ. Mãn nguyện nhất là được lên giường với rất là nhiều cô gái đẹp. Em có thấy gì không? Nhưng mà gái không thích em. Bí kíp cô gái chỉ có hai chữ, là đẹp trai. Tướng tá ngon như em, không cần làm gì hết, gái nó cũng buồn. Anh cứ nói giỡn, giống như em là rùi vậy. Chỉ cần nếm một lần thì sẽ không bao giờ dứt ra được. Em cứ đi theo anh, anh sẽ cho em thấy rất là nhiều cô gái thơm ngon. Rồi, một lát nữa tôi coi. Dạ. Anh. Em rất là giống bạn gái cũ của anh. Từ ánh mắt, đôi môi, cách hôn cũng vậy. Chắc có lẽ là vì anh quá nhớ thương người cũ, cho nên anh coi em là người thay thế. Anh xin lỗi nha. Bạn gái cũ rất là hãm. Em đừng nên phí thời gian dịnh ta. Tránh ra đi. Làm gì với tôi thì không nhất thiết phải ở văn phòng. Cậu có đi bất cứ nơi nào cậu cảm thấy thoải mái. Nhưng đặc biệt là phải kịp deadline và chất lượng phải ok. Dạ. Đây là nơi sếp thích đó hả? Nhìn có vẻ thoáng đấy chứ. Thật sự thì tôi chỉ tới đây ngắm gái thôi. Tại vì gái giúp cho chúng ta thư giãn, sống lâu và khỏe. Wow. Nhìn đằng kia kìa. Thấy không? Tôi chắc chắn với cậu đó là gái văn phòng. Mà gái văn phòng thì chỉ tập trung chủ yếu ở những quận nhất và quận 3. Thường là xài những mùi nước hoa thơm, sang
chạnh kêu xa, nhưng mà rất là táo bạo ở trên giường. Con gái quận 5, quận 10 á thì lại chấn tươi mà có mùi giống như là sữa. Con gái quận 7 thì có mùi của sushi và rất là nóng bỏng. Còn gái ở Hò Chấp và Hàng Xanh á thì hương mùi lúa mà đụng vô là run rẩy. Có một số quận tôi biết, còn một số quận thì như là ngoài kia như là Củ Chi, Hóc Môn thì tôi nghĩ là họ nuôi bò nên chắc chắn gái nào cũng nghe mùi sữa bò, sữa dê. Mùi sữa dê. Sữa dê. Nhìn sếp cứ như từ điểm sống về gái vậy. Bộ sếp không có gì khác ngoài gái hả? Ngoài gái ra phải vô ba, tại vì ba có rất là nhiều gái. What?